360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với đại dịch Covid-19 này thì nó ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động trên toàn thế giới chứ không riêng gì đến ai cả. Với ô tô 360 của chúng tôi cũng vậy, trong thời gian vừa qua có rất nhiều khách hàng ở tỉnh có quan tâm đến những chiếc xe của ô tô 360 chúng tôi. Khách hàng cũng đã gọi điện về và làm việc, nhiều người rất là thích xe nhưng mà lại ngại vì dịch Covid không muốn về Hà Nội để xem xe. Nhưng mà quý vị và các bạn hãy yên tâm, nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu thì chúng tôi có thể ship xe đến tận nơi cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Như chiếc xe này đây, chúng tôi cũng đang ship đến tận nơi cho quý vị và các bạn cùng xem đấy. Hôm nay là có một anh khách ở tỉnh muốn về Hà Nội để mua chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Nhưng mà anh ấy là ngại là dịch Covid ở đang trong Hà Nội đang nhiều chỗ cách ly, cho nên là anh ấy có bảo với tôi rằng là nếu như mà làm việc được thì là đánh xe ra cầu Nhật Tân để cho anh ấy xem xe và ok thì anh ấy thanh toán tiền và lấy luôn xe tại giao dịch ở ngay tại cầu Nhật Tân. Chúng tôi rất sẵn sàng ạ. Trong cái lúc tình trạng đại dịch như thế này thì chúng tôi phục vụ khách hàng tận nơi ạ. Nếu như khách hàng có nhu cầu ạ, nếu như khách hàng thiện chí và có nhu cầu, chúng tôi sẽ đem cái xe ra tận nơi cho quý vị và các bạn cùng xem. Sau đây là tôi sẽ đem chiếc xe này đi đến cho anh khách ấy xem ở cầu Nhật Tân đấy ạ. Và trong cái lúc dịch bệnh như thế này thì quý vị và các bạn cũng nên sắm cho gia đình của mình một chiếc xe ô tô. Nếu như quý vị và các bạn chưa có đủ điều kiện mua những cái xe đắt tiền thì quý vị và các bạn có thể mua những chiếc xe cũ, có thể liên hệ với ô tô 360 chúng tôi. Hiện nay ở cửa hàng ô tô 360 của chúng tôi có rất nhiều những sản phẩm xe cũ giá trị trên 200 triệu, trên 300 triệu là quý vị và các bạn cũng có ngay một chiếc xe ô tô để cho gia đình mình chống dịch được ạ. Gọi là ô tô để chống dịch tức là mình có thể di chuyển bằng xe gia đình, xe riêng của nhà mình thì là cũng yên tâm hơn rất là nhiều so với những cái xe mà mình đi ở phương tiện công cộng như là taxi chẳng hạn. Những chiếc xe taxi là một ngày người ta chở rất là nhiều hành khách, biết bao nhiêu hành khách, trong đó có những cái hành khách mà có thể là đang bị bệnh hoặc là có thể là có những người bị nhiễm bệnh rồi mà mình đi những chiếc xe như thế thì nó không yên tâm, rất có thể là nguy cơ gây nhiễm bệnh rất là cao. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe ô tô cũ thì xin quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn không ngại đường xá xa xôi, không ngại dịch bệnh thì mời quý vị và các bạn qua cửa hàng ô tô 360 chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem những chiếc xe ô tô mà chúng tôi đang bán, gọi là những xe chống dịch giá chỉ có tầm 200-300 triệu hoặc là 400-500 triệu, tại vì là cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại xe nhưng mà cái tầm giá bình dân chúng tôi cũng đang có rất nhiều để phục vụ quý vị và các bạn đi xe để chống dịch. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh, chia sẻ clip để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, cũng như quý vị và các bạn được đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi up lên trên kênh ô tô 360 này. Kênh ô tô 360 của chúng tôi là kênh chuyên mua bán xe ô tô cũ, mua được những chiếc xe nào là chúng tôi cũng up lên kênh ô tô 360 này. Nếu như quý vị và các bạn đăng ký kênh thì là tất cả những clip chúng tôi up lên đây quý vị các bạn đều đón nhận được xem. Nếu như quý vị các bạn nào mà cũng có nhu cầu bán xe thì cũng liên hệ với chúng tôi cũng mua xe luôn ạ.
hoặc là quý vị các bạn có thể đổi xe cũ, hoặc là quý vị các bạn mà không muốn đổi nữa, quý vị con muốn bán, quý vị các bạn cần tiền bán xe thì quý vị các bạn cũng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ đến và xem xe và mua ngay ạ. Thủ tục của chúng tôi mua cũng rất là nhanh thôi. Quý vị các bạn, chúng tôi đến xem xe, ưng xe cái là làm việc giá cả xong chúng tôi chuyển khoản và lấy xe luôn, không phải mất, quý vị các bạn không phải mất một thời gian gì khác nữa. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay khách hẹn tôi ở cái cầu Nhật Tân này. Phía trước của tôi là cái cầu Nhật Tân như vậy. Tôi sẽ dừng lại và để liên hệ với khách xem là gặp nhau và giao dịch ở chỗ nào được ạ. Đúng là cái thời buổi Covid giao dịch cũng rất là vất vả. Tôi vừa mới liên lạc với anh khách ấy. Anh khách có ý muốn là đánh chiếc xe này sang đầu cầu bên kia, sang đầu cầu bên kia của cầu Nhật Tân để cho anh ấy xem. Anh ấy cũng đã đưa thợ đến và đang trên đường đến rồi, và cũng muốn là hẹn gặp nhau ở bên kia cầu Nhật Tân. Tôi sẽ đi sang bên kia cầu Nhật Tân. Vâng, tôi đã đến nơi và đây là đỗ xe lại để cho các anh ấy đang xem đây ạ. Anh ấy có đưa thợ qua để xem đây ạ. Các anh ấy đang xem và đang kiểm tra là cái dàn điều hòa phía sau. Các anh ấy sờ vào cái hông này, nói là cái dàn điều hòa phía sau nó đang lạnh cả ra đến tận ở hông đấy. Sờ vào thấy lạnh đấy, thì là cái dàn điều hòa phía sau. Sờ vào mà còn thấy lạnh của cái hông đấy ạ. Xe thì rất đẹp rồi, chắc chắn là các anh ấy xem xe và sẽ ưng ý thôi. Sau một khoảng thời gian check xe thì các anh ấy cũng đã đồng ý và lấy cái xe này và đang bàn về cái việc giá nữa thôi. Giá cả thì cũng đã thống nhất sơ sơ rồi, bây giờ các anh ấy đang chờ để chuyển tiền đây. Các anh ấy đang chờ người nhà ở quê chuyển tiền vào tài khoản của tôi nữa là tôi sẽ giao chiếc xe này. Vâng, một chiếc xe Escape màu đỏ của anh em tôi đã đang đến để đón tôi về, vì chiếc xe này tôi đã giao dịch gần như là xong. Đây là khách hàng đã chụp lại toàn bộ giấy tờ mua bán và đã xong tiền rồi đấy ạ. Tôi sẽ giao chiếc xe này, toàn bộ là cái giấy tờ biên bản bàn giao, tôi sẽ giao chiếc xe này cho khách ạ. Mm-hmm.